Trường Nguyệt Tuấn Minh, đoàn tài tẩn Diệp Tịch Vụ tâm sự trên giường, fan đòi ngừng phim. Các cư dân mạng đang rần rần với một phân cảnh ngọt ngào của cặp đôi đàm tài tẩn Diệp Tịch Vụ trong phim Trường Nguyệt Tuấn Minh. Thời điểm hiện tại, Trường Nguyệt Tuấn Minh đang thu hút được rất nhiều sự chú ý từ phía khán giả. Trong các hội nhóm yêu phim Hoa ngữ có rất nhiều cắt cảnh được đăng tải. Một trong số những phân đoạn đang được chia sẻ nhiều đó là cảnh cặp đôi chính đàm tài tẩn La Vân Hy và Diệp Tịch Vụ Bạch Lộc nằm trên giường cùng nhau. Tất nhiên hai nhân vật chỉ tâm sự trong sáng. Dẫu vậy bầu không khí nhẹ nhàng pha chút ngọt ngào cùng câu nói nàng đừng cựa quậy nữa, không là sập giường bây giờ của Đàm Tài Tẩn vẫn khiến các cộng đồng mạng cảm thấy thích thú. Các khán giả thích xem những phân cảnh ngọt ngào của Đàm Tài Tẩn và Diệp Tịch Vụ nhưng lại sợ hãi trường đoạn ngược tâm phía sau. Như đã biết, mối tình giữa Đàm Tài Tẩn và Lê Tô Tô vô cùng ngang trái bởi nam chính trong tương lai sẽ là ma thần. Chính vì lẽ đó nhiều khán giả mới bình luận rằng bộ phim có thể hết luôn ở đây cũng được, nếu như vậy họ sẽ không phải chứng kiến những cảnh ngược tâm. Một số bình luận như sau: không ấy kết phim ở mấy đoạn yêu nhau này được không ạ? Em đã đội mũ bảo hiểm cẩn thận rồi nhưng vẫn sợ chịu không nổi đoạn sau. Tôi xin tuyên bố đoạn này là kết phim nha mọi người, khúc sau chỉ là ngoại truyện. Lưu ý: để xem ngoại truyện quý vị cần chuẩn bị một tinh thần thép, 10 bịch khăn giấy và cả mũ bảo hiểm nữa nha. Kết phim ở đây được rồi, xin cảm ơn, quá đẹp, quá tuyệt vời. Chúng tôi không đòi hỏi thêm diễn biến nào nữa hết. Bình Yết Trừng Dốc Bão: mình kết ở đây rồi, bonus thêm đứa con nữa nha đạo diễn ơi. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.